mỗi buổi hội chẩn liên viện đánh giá trung bình 40 ca phức tạp, trong đó nhiều nhất vẫn là tim bẩm sinh. Điều đáng nói, hầu hết dị tật tim bẩm sinh đều có thể điều trị với tỷ lệ thành công là 95%. Vì thế, trường hợp bị dị tật này không còn phải đình chỉ thai. Thay vào đó, họ sẽ được bác sĩ lên kế hoạch quản lý chăm sóc thai kỳ cùng kế hoạch hồi sức sơ sinh. Tất cả đảm bảo chăm sóc kịp thời và tốt nhất cho trẻ lúc sinh ra. Ngoài hội chẩn liên viện, một hoạt động đặc biệt được các chuyên gia của hai bệnh viện thực hiện từ hơn một năm nay, đó là tư vấn trực tiếp cho các thai phụ về diễn biến bệnh, phác đồ điều trị. Các bác tư vấn sau khi mà sinh xong thì đợi khoảng 3 cân thì là mổ để xử lý tim cho bé thì trên 90% là sẽ trở về bình thường, nên em rất yên tâm. Chúng tôi sẽ mời những các bác sĩ chuyên gia phù hợp với từng chuyên khoa để tư vấn cho bệnh nhân. Thì song song với việc đó, các bác sĩ sản khoa tại Trung tâm Chẩn đoán Trước Sinh sẽ hỗ trợ và khám, quản lý cũng như khám thai, tư vấn cho bệnh nhân. Mình có cái chiến lược rồi thì sau khi bệnh nhân sinh ra sẽ được hồi sức và được chẩn đoán sơ bộ lại. Sau đấy thì các bác sĩ sản liên hệ với các bác sĩ tim mạch chẩn đoán chính xác lại cho bệnh nhân. Sau đấy thì chúng tôi sẽ hội chẩn và đưa lên kế hoạch cho những trường hợp bệnh nhân phải mổ hoặc là phải làm can thiệp. Trong các dị tật bẩm sinh, nặng nề nhất là dị tật thần kinh. Chưa kể mỗi trường hợp lại có thương tổn khác nhau. Cái hệ thống thần kinh được hình thành từ tuần thứ 3 và thường nó dừng lại ở tuần thứ 16. Tuần thứ 16 trở đi thì nó chỉ là cái quá trình hoàn chỉnh của tất cả những cái đường dẫn truyền, hệ thống dẫn lưu não thất và các cái rãnh cuộn não. Thì tuần từ 16 đến 18 là mình có thể phát hiện những cái tổn thương. Với dị tật thần kinh, nếu phát hiện muộn sẽ để lại nhiều hệ lụy nặng nề. Vì vậy, việc sàng lọc trước sinh đúng thời điểm rất quan trọng. Khi đó, các gia đình sẽ được bác sĩ giải thích, tư vấn để sẵn sàng đón nhận cũng như chuẩn bị tốt về tâm lý.